Ngày 21 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 5 bị can trong 4 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy. Các đối tượng gồm Nguyễn Thị Diễm Hương, 30 tuổi, trú xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông, Nguyễn Thị Trúc Phương, 36 tuổi, trú xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông, Huỳnh Đức Tài, 24 tuổi, trú xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, Nguyễn Văn Mười, 38 tuổi, trú xã Bình Nghị, huyện Gò Công Đông và Lưu Nguyễn Thế Vinh, 23 tuổi, trú xã Kiển Phước, huyện Gò Công Đông. Theo cơ quan điều tra, lúc 13 giờ ngày 3 tháng 8, Công an huyện Gò Công Đông phối hợp Công an xã Kiển Phước và đồn biên phòng Kiển Phước bắt quả tang Nguyễn Thị Diễm Hương đang tàng trữ trên người hơn 5,2 gam ma túy tổng hợp, hai nỏ thủy tinh và các đồ vật khác có liên quan. Khám xét nhà riêng tại ấp Xóm Lưới, Công an xã Kiển Phước và đồn biên phòng Kiển Phước bắt quả tang Lưu Nguyễn Thế Vinh đang tàng trữ hơn 1,7 gam ma túy tổng hợp. Chiều ngày 22 tháng 6, Công an huyện Gò Công Đông phối hợp Công an xã Bình Nghị kiểm tra nhà ở của Mười, phát hiện Mười đang tàng trữ hơn 3,9 gam ma túy tổng hợp. Trước đó, tối ngày 23 tháng 5, phát hiện Phương và Tài đang tàng trữ hơn 5,1 gam ma túy tổng hợp. Liên quan đến vấn đề cưỡng đoạt tài sản, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Gò Công Đông, Tiền Giang cũng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt 6 bị can tạm giam để tiếp tục điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản. Các bị can gồm Lê Phương Hoài, 26 tuổi, trú xã Long Thuận, thị xã Gò Công, Trần Văn Phúc, 33 tuổi, trú xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông, Nguyễn Yên Hà Nam, 27 tuổi, trú xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, Lê Tuấn Kiệt, 21 tuổi, trú xã Long Vĩnh, huyện Gò Công Tây, Phan Thanh Chương, 20 tuổi, trú xã Long Thuận, thị xã Gò Công và Nguyễn Thanh Toàn, 26 tuổi, trú xã Yên Luông, huyện Gò Công Tây. Cụ thể, vợ Hoài là Nguyễn Thị Ngọc Hân thường xuyên cho người khác vay tiền. Vào tháng 6 năm 2023, Hân cho một phụ nữ cư trú ấp 1, xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông vay 6 triệu đồng với thỏa thuận mỗi ngày người vay phải trả 300.000 đồng trong vòng 24 ngày. Sau nhiều lần trả, đến khi còn 4,2 triệu đồng, người vay mất khả năng chi trả nên Hân đã kêu Trần Văn Phúc in nhiều tờ giấy có nội dung phản cảm đem rải xung quanh khu vực nhà người vay để gây áp lực. Sau đó, người nhà của người vay đã liên hệ Hân để trả hết số tiền còn thiếu. Khi đến nhà người vay lấy tiền, Hân đã kêu Toàn, Kiệt, Phúc, Chương và Nam đi theo. Đến nơi, nhóm của Hân xảy ra cãi vã và xô xát với người nhà của người vay. Khoảng 5 phút sau, cả nhóm bỏ về. Công an huyện Gò Công Đông đã tiến hành khám xét nhà Hân, thu giữ nhiều tang vật có liên quan đến việc cho vay và cưỡng đoạt tài sản mà Hân và đồng bọn đã thực hiện. Chiều ngày 21 tháng 8, ông Phan Thành Chiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Ốc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang cho biết đã tạm dừng giao thông lên núi Ba Thê do sạt lở. Nguyên nhân sạt lở sườn núi Ba Thê bước đầu được nhận định do trời mưa lớn kéo dài nhiều ngày. Hoạt động kinh tế chặt hái thuốc nam của cư dân địa phương cũng phần nào làm mất đi lớp đất đá bề mặt vốn có, nhiều rễ cây tạp đang sâu vào. Địa phương sau khi khảo sát thấy nguy cơ lở núi vẫn còn nên quyết định cắt giao thông. Ủy ban Nhân dân thị trấn Ốc Eo đã báo cáo huyện để xử lý khối đá chắn ngang đường. Ông Chiến cho biết và nói thêm chưa ước lượng được thời gian mở lại đường trong bối cảnh nguy cơ sạt lở vẫn còn. Hiện núi Ba Thê chỉ có các điểm tham quan du lịch, không có dân cư sinh sống. Trưa ngày 21 tháng 8, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Hồ Tấn Minh cho biết, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Gia Định đã ban hành quyết định về kỷ luật viên chức. Hình thức kỷ luật là cảnh cáo đối với thầy Nguyễn Minh Trung, giáo viên Trường Trung học Phổ thông Gia Định, quyết định có hiệu lực 12 tháng. Hiện nay, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đang xem xét tổ chức kiểm điểm đối với hiệu trưởng trường này. Trước đó, liên quan đến các cáo buộc, thầy giáo Nguyễn Minh Trung có hành vi gian lận tại cuộc thi Genius Olympiad. Vào đầu tháng 7 năm 2023, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu đơn vị báo cáo. Sự việc bắt nguồn từ một bài viết được lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến cáo buộc của phụ huynh và học sinh về việc thầy giáo Nguyễn Minh Trung đánh tráo tác phẩm giữa hai học sinh, Trường Trung học Cơ sở Lê Văn Tám và Trường Trung học Phổ thông Gia Định để tham gia cuộc thi Genius Olympiad năm 2023. Diễn ra tại Mỹ vào tháng 6 năm 2023. Genius Olympiad là cuộc thi quốc tế liên quan các vấn đề về môi trường thông qua các dự án nghiên cứu khoa học, viết sáng tạo, kinh doanh, nghệ thuật, âm nhạc, làm phim ngắn. Cuộc thi do Viện Công nghệ Rochester tổ chức, có sự tham gia của học sinh đến từ nhiều nước trên thế giới.
Sáng ngày 21 tháng 8, Bộ Y tế cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin báo chí phản ánh về việc nhóm cộng đồng Bông Hồng Đen tổ chức tuyên truyền và lấy mẫu máu xét nghiệm của học sinh ở quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, Cục Phòng chống HIV/AIDS đã có công văn gửi Sở Y tế Hải Phòng và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hải Phòng làm rõ và báo cáo sự việc này trước 12 giờ ngày 22 tháng 8. Qua xác minh của Công an quận Đồ Sơn, nhóm Bông Hồng Đen này gồm 6 thành viên, có văn phòng hoạt động tại số 44 Nguyễn Hữu Cầu do bà Đinh Thị Út, 52 tuổi, ở tổ dân phố 2, phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn làm trưởng nhóm. Theo giải trình của bà Út, nhóm được thành lập với chức năng, nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, tư vấn nhằm ngăn chặn lây nhiễm HIV trong nhóm người trẻ sử dụng ma túy và các vấn đề về sức khỏe sinh sản ở độ tuổi 16 đến 24 tuổi. Nhóm này cũng đưa ra một văn bản ký kết với SCDI, tên viết tắt của Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng, một tổ chức phi chính phủ thuộc Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam. Tuy nhiên, tới thời điểm này, nhóm này chưa cung cấp được đầy đủ hồ sơ pháp lý về việc tổ chức hoạt động theo quy định và hoạt động lấy máu chưa có báo cáo cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Đại diện nhóm Bông Hồng Đen cho biết, công việc của họ là lấy máu trên đầu ngón tay và làm test nhanh trên giấy thấm cùng với dịch hầu họng nhằm xác định các dấu hiệu liên quan đến HIV/AIDS. Trước đó, sáng ngày 18 tháng 8, sau khi nhận được phản ánh của người dân về một số người xưng nhóm Bông Hồng Đen tự ý lấy máu của học sinh và xét nghiệm không rõ mục đích tại số 44 đường Nguyễn Hữu Cầu và mỗi cháu đến lấy máu xét nghiệm được bồi dưỡng 100.000 đồng. Ủy ban Nhân dân phường Hải Sơn phối hợp với lực lượng công an y tế tiến hành kiểm tra. Thời điểm kiểm tra, lực lượng phát hiện có 12 học sinh, trong đó có 4 học sinh nữ đang ngồi ở phía trong, được nhóm người trên tư vấn lấy máu xét nghiệm HIV. Bên ngoài có 8 học sinh dưới 16 tuổi đang chờ. Ngay sau đó, đoàn kiểm tra yêu cầu dừng việc lấy mẫu máu của học sinh và làm việc với nhóm người này. Chiều ngày 21 tháng 8, bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Trọng Tâm, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang cho biết, hai người nhập viện cấp cứu do ngộ độc cá nóc đã hồi phục. Trước đó, trưa ngày 20 tháng 8, khoa hồi sức chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang tiếp nhận hai ngư dân nhập viện trong tình trạng co giật, tê lưỡi, tê chân, đau đầu, người mệt mỏi. Qua khám tiền sử bệnh, được biết hai bệnh nhân này cùng một người nữa có nhậu với cá nóc. Sau khi ăn cá nóc, một người đã tử vong. Bác sĩ Tâm cho biết thêm, để loại trừ nguyên nhân ngộ độc ethanol, cồn trong rượu, bệnh viện đã hội chẩn kỹ và xác định hai bệnh nhân có dấu hiệu đặc trưng của ngộ độc cá nóc. Trên thực tế, nhiều ngư dân vẫn thường xuyên dùng cá nóc làm thức ăn và làm mồi nhậu. Tuy nhiên, đây là loài cá có độc tính, thay đổi liên tục theo mùa và theo chu kỳ sinh sản, nên rất khó biết khi nào cá nóc có độc hay không. Chiều ngày 21 tháng 8, Ủy ban Nhân dân xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cho biết, những trận mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua khiến hai bờ cây cầu dân sinh Suối Nhung thuộc xã Tân Lợi bị sạt lở nghiêm trọng. Người dân di chuyển qua cầu nơm nớp lo sợ. Một số người dân sống gần cầu cho biết, mỗi lần đi qua cầu, họ rất lo lắng, nhất là khi có ô tô, xe trọng tải lớn đi qua. Cây cầu xuất hiện rõ dư chấn rung lắc bập bùng. Người dân cũng lo ngại cho con em họ sắp bước vào năm học mới, hàng ngày phải qua lại chiếc cầu này. Thêm nữa, vào mùa mưa, nước Suối Nhung dâng cao khiến cây cầu thường bị ngập. Ông Mai Xuân Long, bí thư đảng ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Lợi cho biết, sáng cùng ngày, Ủy ban Nhân dân xã phối hợp với phòng chức năng huyện đã cắm biển cảnh báo, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế các phương tiện có trọng tải lớn di chuyển qua cầu Suối Nhung để đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Bên cạnh đó, đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện sớm có biện pháp khắc phục. Cầu Suối Nhung được xây dựng từ năm 2005, trọng tải 8 tấn.